Chào em. Hôm nay anh sẽ diễn cho em một cái trò ảo thuật là khá là nổi tiếng trên thế giới. Đó là xấu giác quan. Có nghĩa rằng là anh sẽ dùng thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian có hạn cho nên anh chỉ diễn một vài cái giác quan cho em xem thôi. Mà cái trò ảo thuật này là bất kỳ vật thể nào ha. Nhưng mà ở đây thì thôi, hôm nay có ba cái ly này nó đẹp, phải không? Mình lấy là ba cái ly này. Đó, chứ còn thật sự ra là bất kỳ vật thể nào em để trên đây anh cũng có thể anh đoán được. Thì bây giờ là như thế nào? Đầu tiên em sẽ bịt mắt anh quay mặt đi. Và đầu tiên anh sẽ dùng tai anh nghe ha. Là trong ba cái ly này em thích cái ly nào? Em dùng tay em búng vô, một cái ly thôi nha. Em búng vô, anh chỉ nghe cái âm thanh phát ra và anh sẽ đoán. Được chưa? Rồi, trước tiên em kiểm tra coi cái thằng này đây nó có kính không? Đi thôi luôn. À, vậy hả? Để em bỏ mắt kính ra ha. Em cột lên, cột chắc nha. Chừa cái tay em ra để em nghe. Cột chắc luôn. Rồi. Mà anh chỉ yêu cầu nha là khi anh nghe là em yên lặng nha. Em đừng có một cái âm thanh hỗn tạp mà vô thì anh sẽ khó nghe được. Khi nào anh đã bắt đầu thì trong ba cái ly đó em muốn búng vô một cái ly nào để cho nó kêu á ha. Trong ba cái ly em búng một cái ly thôi nha, búng xong thì nói rồi ha. Rồi bây giờ bắt đầu. Rồi, nếu cái âm thanh anh nghe anh đoán không lầm á, trong ba cái ly, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái ly màu xanh, thì cái âm thanh này nếu anh đoán không lầm thì em búng một cái ly màu xanh đúng không? Rồi sao anh biết hay vậy anh? Đó là anh đang dùng tai anh nghe mà. Thôi bây giờ để cho nó phong phú hơn thì bây giờ vậy đi, em có thể em xáo mấy cái ly lên. Rồi em thích cái ly nào em lấy ngón tay em đụng nhẹ vô cái ly đó ha, một cái ly thôi nha, đụng vô một cái ly thôi, vì đây là anh sẽ dùng xúc giác của anh để anh tìm. Rồi bắt đầu, khi nào xong mình nói xong nha. Xong. Cái ly, hai cái ly, ba cái ly. Khi tay anh rờ vai như vậy á, anh cảm giác rằng là cái ly mà em đụng là cái ly này, đúng không? Rồi. Sao biết hay vậy ta? Đúng không? Đúng rồi. Còn biết kiểu tay gì nữa. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ cái thứ ba là anh sẽ dùng thần giao cách cảm. Nó sẽ khó hơn. Bây giờ có ai có cái tờ tiền không? Có. Rồi, có cái tờ tiền đưa lên cho khán giả xem cái số series trên cái tờ tiền đó. Đó, đưa cho khán giả xem số series nha. Dạ, thấy chưa? Và cái người cầm cái tờ tiền nó coi cái số series ơi, coi coi cái số series coi là cho khán giả coi và mình coi luôn để coi lát nữa mình đọc có đúng không nha. Okay. Được chưa? Bắt đầu. Rồi bây giờ cho mượn cái tay của cái người cầm tờ tiền coi, đụng vô một cái thôi. Rồi, được rồi. Trên cái tờ, ủa mà cho tôi hỏi luôn, cái tờ đó là tờ polymer hay tờ tiền giấy vậy? Tiền giấy hả? Tôi thấy cái số này nó tôi cảm nhận là cái số này rất là rõ, như là trong đó là nó có số 1 nè, số 7 xác 1 xác 7 đúng luôn, 5 đúng, tiếp 9 đúng, 7. Ok, đúng không? Chính xác. Ồ, mừng quá. Vậy là hôm nay tôi đã đoán thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tiết mục và tình giao cách cảm này. Và nếu như bạn nào mà muốn thích hợp cái này, hãy đến 7AOTHUAT, chúng tôi sẽ giải đáp điều đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ 7AOTHUAT. Xin chào và hẹn gặp lại!